Mật ong là thứ xuất hiện trong tủ bếp của nhiều gia đình nhờ công dụng đa dạng của loại thực phẩm này. Trong những năm gần đây, việc nhiều thông tin thổi phồng quá mức về tác dụng thần kỳ của mật ong khiến cho không ít người bị hiểu nhầm về cách sử dụng, dẫn đến tâm lý hoang mang, lo lắng. Chúng ta hãy cùng xem xét 8 hiểu lầm phổ biến nhất về mật ong sau đây và đi tìm câu trả lời chính xác cho những băn khoăn này. Pha mật ong bằng nước sôi. Cũng giống như pha trà với nước sôi, nhiều người cũng thích pha mật ong với nước sôi. Nhưng trên thực tế, đây lại là một thói quen sai lầm. Hàm lượng enzyme hoạt tính trong mật ong là một chỉ tiêu quan trọng để đo chất lượng của mật ong. Nhiệt độ thích hợp nhất cho enzyme hoạt động là khoảng 37 độ C. Nhiệt độ càng cao thì hoạt tính càng giảm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi nhiệt độ vượt quá 60 độ C, enzyme hoạt động sẽ bị tiêu diệt và mất hoạt tính. Do đó, pha mật ong với nước sôi sẽ làm mất hoạt tính của các enzyme sinh học trong mật và làm giảm giá trị dinh dưỡng của nó. Thông thường, nên pha mật ong với nước ấm hoặc nước dưới 40 độ C. Mật ong có trị được ho do cảm lạnh hay không? Theo Hiệp hội Bác sĩ Lồng ngực Hoa Kỳ, viết tắt là ACCP, đã nghiên cứu các phương pháp điều trị và các loại thuốc liên quan đến chứng ho do cảm lạnh thông thường và viết một báo cáo trong đó cho rằng mật ong là loại thực phẩm duy nhất được khuyến nghị để điều trị ho do cảm lạnh thông thường. Kết quả của một nghiên cứu có đối chứng tại Israel vào năm 2012 cũng cho thấy mật ong thực sự có thể làm giảm tần suất và mức độ ho của trẻ nhỏ. Dựa trên những nghiên cứu này, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo nếu trẻ trên 1 tuổi bị ho do cảm lạnh thông thường, có thể uống từ 2 cho đến 5ml mật ong để giảm cơn ho. Cho trẻ sơ sinh, ăn mật ong có được hay không? Mật ong có thể chứa độc tố botulinum, có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ hơn 6 tháng tuổi có nhiều khả năng bị ngộ độc nhiều hơn. Các triệu chứng ngộ độc thường xảy ra từ 8 cho đến 36 giờ sau khi ăn mật ong hoặc thực phẩm có chứa mật ong. Các triệu chứng bao gồm táo bón, mệt mỏi và chán ăn. Mặc dù khả năng trẻ bị nhiễm độc botulinum là rất nhỏ, nhưng bác sĩ vẫn khuyến cáo không nên dùng mật ong và các sản phẩm của mật ong cho đến khi trẻ được 1 tuổi. Uống mật ong bị tiêu chảy. Như chúng ta đã biết, mật ong chứa nhiều đường fructo. Những người không dung nạp đường fructo thì đường ruột sẽ hấp thụ đường fructo chậm. Sau khi uống mật ong thì đường fructo hấp thụ không kịp. Để cân bằng áp suất thẩm thấu trong đường ruột, nước sẽ đi vào khoang ruột và khối lượng phân tăng lên, dẫn đến dễ gây tiêu chảy. Mật ong bị nổi bọt, không nên dùng. Khi nhiệt độ của môi trường bảo quản mật ong tăng cao, trên bề mặt mật ong thường xuất hiện một lớp bọt. Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của việc mật ong lên men bị hỏng và không sử dụng được nữa. Tuy nhiên trên thực tế, nguyên nhân chính là do khi nhiệt độ tăng, hoạt tính sinh học của men glucosidase trong mật ong sẽ tăng lên, đẩy nhanh thành phần chính của mật ong là gluco biến thành hydrogen peroxide có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm. Hydrogen peroxide rất dễ bị phân hủy thành oxy ở nhiệt độ cao. Vì mật ong đặc hơn nên nhiều oxy sẽ tích tụ trên bề mặt mật ong và tạo thành bọt trắng. Có thể thấy trên bề mặt mật ong có những bọt bong bóng, không những có thể uống được mà còn chứng tỏ mật ong rất giàu enzyme hoạt tính. Thông thường hàm lượng enzyme hoạt tính trong mật ong càng phong phú thì chất lượng mật ong càng tốt. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng khi mật ong bị lên men và biến chất thì quả thực sẽ có bọt, nhưng bọt lúc này thường rất lớn và tương đối đặc. Có sự khác biệt giữa mật ong hỏng và mật ong nổi bọt do nhiệt độ cao. Đồng thời, mật ong khi bị hỏng sẽ có vị cồn đặc trưng. Trong tình trạng như vậy thì tuyệt đối không nên tiêu thụ nữa. Mật ong đông đặc vì đã bị biến chất. Khi nhiệt độ của môi trường bảo quản mật ong giảm xuống, nhiều mật ong sẽ từ từ đông đặc lại. Nhiều người cho rằng đó là do mật ong đã bị biến chất. Trên thực tế, mật ong đông đặc ở nhiệt độ thấp được gọi là mật ong kết tinh. Mật ong kết tinh cũng giống như quá trình nước ngưng tụ thành đá ở nhiệt độ thấp. Mật ong kết tinh là một hiện tượng vật lý bình thường khi mật ong tự nhiên bị lạnh và chất lượng của nó sẽ không bị ảnh hưởng. Mật ong có thành phần chủ yếu là 65% cho đến 80% gluco và fructo, hai loại tổ hợp đường đơn tự nhiên tạo thành. Trong khi gluco sẽ kết tinh, nhưng fructo sẽ không kết tinh. Mức độ kết tinh của mật ong cho thấy sự khác biệt về hàm lượng gluco tự nhiên trong mật ong.
Mật ong có sợi mới là mật ong thật. Một phương pháp kiểm tra mật ong thật được lan truyền, đó là dùng đũa gắp mật, nhúng đũa vào mật rồi nhấc lên. Nếu mật có thể rút thành sợi mảnh, sau khi đứt sợi sẽ tự động co rút lại thành hình cầu là mật ong thật. Trên thực tế, phương pháp kiểm tra mật ong theo cách này là thiếu cơ sở. Cách kiểm tra mật ong này chỉ có thể nhận biết được mật có đặc hay không, chứ không thể xác định được là thật hay giả. Vì mật giả cũng có thể làm rất đặc, còn mật thật cũng có thể loãng. Do đó, trên thực tế, có rất nhiều cách để làm giả mật ong. Nếu không có sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên nghiệp thì không thể xác định được hết mật ong thật và giả chỉ bằng một phương pháp duy nhất. Có nên bảo quản mật ong trong tủ lạnh? Thực tế thì mật ong để vào tủ lạnh sẽ kết tinh thành đường gluco. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mùi vị của mật ong mà còn khiến cho người ta tưởng rằng mật ong đã bị hỏng và không thể sử dụng được nữa. Đây là một trong những hiểu lầm hết sức phổ biến mà không ít người đang gặp phải.